đen luôn nè. Để chị kiểm soát cái dầu này. Có dữ vậy mà sao mấy nay nó bị dữ vậy đó. Rất là nhiều luôn. Ừ, bữa đó ít lắm mà sao đây. Cái mũi á, dầu ra nhắc nhở hồi nãy mới xong hơi kỹ, mới hút mụn kỹ mà bây giờ nó ra nữa rồi nè. Rồi vậy giống ba rồi. Nhưng mà không có nhiều tới mức độ vậy đâu. Không có mà không giữ vậy đâu. Thôi thôi, cái thời điểm anh bị là môi trường này kia nó chưa có ô nhiễm như giờ. Giờ ăn uống toàn dầu mỡ không nè. Môi trường ô nhiễm. Rồi cộng với ha. Sinh hoạt nè, cục này viêm nè, đó dăng rồi đấy thôi, đừng chữ nó. Nó là bị mụn nó cũng đau khổ lắm rồi, đừng la nó nữa, động viên giáo đi. Không ai muốn mình bị mụn hết á. Ai cũng muốn mình đẹp chứ đâu có ai muốn mình bị mụn đâu. Rồi gắng cố gắng chút nha con. Ha, cô đổi chỗ khác nha. Cô đổi chỗ khác rồi cô đổi xuống cầm. Làm đi lắc kiểm tra lại cho. Nhìn cục nào cũng nói nó bự nữa chưa. Không nghe nó bật bật ra không? Không nghe mụn nó bật ra không? Okay.
thì nó chưa có nặng nữa, không thấy không? Ừ. Nó đau lắm. Nặng giờ là nó quen. Vậy quá giỏi rồi đó. Là bị viêm quá nè. Ừ, bị viêm quá. Cái mũi nè, cục nào cũng lấy nè. Vậy ăn uống kỹ xíu, uống nước mát rồi vô nha con. Rồi con nghiêng qua đây cho con, rồi con đổi chỗ bên đây. Cái bông đó hình như chợ nào có, chợ thì nó mấy, bông qua đi xô. Trong siêu thị có anh ạ. Uống nó mát người lắm. Em mấy bữa bị mụn lưng á. Nấu uống á, ừ mát. Anh nấu là anh thấy uống xong ngoài người nó nhẹ luôn á. Cơ địa mình nó không có được tốt, mình bị mụn do cái gen của mình, nhưng mà mình không có thể nào mà phân bì với mấy cái đứa mà nó, cái cơ địa nó tốt rồi, nên mình phải ăn uống kỹ một xíu. Có nhiều đứa đâu có bị mụn đâu. Này viêm này. Có mấy cái mụn em thấy nó bị rổ rồi luôn rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Con anh nó bị lâu rồi mà. Này mới bị sơ sơ dắt qua bên em là ngon lành rồi. Nè giống như mấy chỗ này viêm này anh nè. Chưa? Hả? Viêm nó làm ổ với da luôn này. Đẩy lên nữa chưa? Mủ không nè. Ung mới về nè anh ơi. Để khăn đi. Máu này máu viêm á nè. Cứng hết cái má cái cháo nó luôn nè. Đây nè. Nè, cục viêm nè. Đây nè. Gan cục, gan xíu. Để vậy sao nó hết. Đó, đây nữa. Này. Này máu độc, máu viêm trong đây nè. Đẩy hết ra. Một ẩn nè. Nhân mụn đó anh. Cứng ghê. Nè, nè. Đó, anh thấy không? Nhìn máu thấy nó bị chóng mặt. Máu viêm ở dưới đây nè anh à. Máu này phải đẩy ra hết nó mới hết anh ạ. À, biết rồi, nhưng mà em thấy máu mà nó chóng mặt. Nè.
này hút hết ra hết.